Kính chào quý vị khán giả, quý vị đang theo dõi chương trình Nông nghiệp 24 giờ được phát sóng trực tiếp hàng ngày trên kênh VTC16. Xin kính chào quý vị khán giả, chương trình ngày hôm nay có những nội dung chính sau đây. Sáng nay, Quốc hội khóa 14 chính thức khai mạc, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đã báo cáo Quốc hội và đồng bào cử tri cả nước những nội dung chủ yếu trong công tác chỉ đạo điều hành của Chính phủ trên một số lĩnh vực, khẳng định vai trò nông nghiệp là trụ đỡ của nền kinh tế. Liên quan đến tình trạng cua nuôi chết bất thường tại huyện Ngọc Hiển, tỉnh Cà Mau, ngành chuyên môn của địa phương này vừa đưa ra khuyến cáo, người dân không nên nghe lời đồn thổi vô căn cứ trước khi có kết luận chính thức của cơ quan chức năng. Nhiều doanh nghiệp, hợp tác xã, các cơ sở sản xuất, ô cốp trên cả nước đã và đang mạnh dạn sử dụng kênh thương mại điện tử để mở rộng thị trường tiêu thụ. Sau đây là nội dung chi tiết. Thưa quý vị, sáng ngày hôm nay, Quốc hội khóa 14 chính thức khai mạc trọng thể kỳ họp 11, kỳ họp Quốc hội cuối cùng của nhiệm kỳ. Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân đã nhấn mạnh đây là kỳ họp mang tính cầu nối, góp phần vào việc chuyển giao nhiệm kỳ của các cơ quan trong bộ máy nhà nước. Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân nhấn mạnh, kỳ họp 11 là dịp để đánh giá, nhìn nhận lại những thành tựu, kết quả đạt được, những tồn tại hạn chế trên các lĩnh vực lập pháp, hành pháp, tư pháp và các mặt công tác khác. Từ đó phân tích rõ nguyên nhân, rút ra bài học kinh nghiệm để tiếp tục đổi mới, nâng cao hiệu quả hiệu lực hoạt động trong nhiệm kỳ mới. Có thể nói đây là kỳ họp mang tính cầu nối, góp phần trong việc chuyển giao nhiệm kỳ của các cơ quan trong bộ máy nhà nước. Với ý nghĩa trên, tại kỳ họp này, Quốc hội sẽ dành thời gian thỏa đáng để thảo luận đánh giá công tác nhiệm kỳ khóa 14 của Quốc hội, xem xét các báo cáo công tác nhiệm kỳ 2016-2021 của Chủ tịch nước, Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chính phủ, Hội đồng Dân tộc, các ủy ban của Quốc hội, Tòa án Nhân dân tối cao, Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao, Kiểm toán Nhà nước. Trên cơ sở đó, xem xét thông qua nghị quyết tổng kết công tác các cơ quan trong bộ máy nhà nước nhiệm kỳ 2016-2021, xem xét quyết định việc miễn nhiệm, bầu, phê chuẩn một số nhân sự cấp cao trong bộ máy nhà nước để ổn định về mặt tổ chức và cán bộ, đáp ứng yêu cầu kịp thời triển khai thực hiện nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 13 của Đảng. Trên cơ sở đó, kiện toàn Hội đồng Bầu cử Quốc gia để tiếp tục chỉ đạo công tác bầu cử. Cũng tại kỳ họp này, Quốc hội sẽ xem xét thông qua dự án luật phòng chống ma túy sửa đổi, xem xét quyết định số lượng đại biểu Quốc hội hoạt động chuyên trách của Hội đồng Nhân dân thành phố Hà Nội nhiệm kỳ 2021-2026, nghiên cứu xem xét một số báo cáo khác của Chính phủ, trong đó có báo cáo bổ sung đánh giá kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế xã hội năm 2020. Tại phiên khai mạc, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đã báo cáo Quốc hội và đồng bào cử tri cả nước những nội dung chủ yếu trong công tác chỉ đạo điều hành của Chính phủ trên một số lĩnh vực, trong đó khẳng định vai trò nông nghiệp là trụ đỡ của nền kinh tế trong bối cảnh dịch bệnh COVID-19. Xây dựng nền nông nghiệp phát triển toàn diện theo hướng hiện đại, ứng dụng công nghệ cao, hiệu quả cao và thuận thiên, thích ứng với biến đổi khí hậu, bảo đảm an ninh, lương thực trong mọi tình huống. Triển khai nghị quyết 120 năm 2017 của Chính phủ khá thành công về tổ chức sản xuất chuyển đổi cơ cấu phát triển bền vững và phát triển hạ tầng quan trọng tại đồng bằng sông Cửu Long. Chương trình Mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016-2020 về đích sớm trước gần 2 năm. Kinh tế biển có bước phát triển bứt phá, mở ra không gian phát triển mới theo chiến lược phát triển bền vững kinh tế biển của Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn 2045. Đưa nước ta trở thành quốc gia mạnh về biển, giàu từ biển, gắn với bảo đảm quốc phòng, an ninh, bảo vệ chủ quyền. Theo mục tiêu đề ra, trước ngày 1 tháng 7, ngành công an sẽ cấp được 50 triệu thẻ căn cước công dân có gắn chip. Bộ Công an cùng công an các địa phương đang triển khai cấp căn cước công dân gắn chip cho người dân ở trên toàn quốc. Ngay ở các thành phố lớn như là thành phố Hồ Chí Minh hay là Hà Nội, có rất nhiều cư dân đến từ các tỉnh thành khác tới sinh sống và làm việc cũng sẽ được phép làm thẻ căn cước gắn chip ở nơi tạm trú. Cụ thể, trường hợp đã được cấp căn cước công dân hoặc chứng minh nhân dân 12 số nay đổi sang thẻ căn cước công dân gắn chip. Khi cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư và cơ sở dữ liệu căn cước công dân chưa đi vào vận hành, nếu công dân đang tạm trú tại thành phố Hồ Chí Minh hoặc Hà Nội đã được cấp căn cước công dân hoặc chứng minh nhân dân 12 số thì có thể đến phòng cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội công an hai thành phố này để làm thủ tục đổi cấp lại thẻ căn cước công dân gắn chip. Hồ sơ cần chuẩn bị bao gồm
sổ hộ khẩu, sổ tạm trú và chứng minh nhân dân, căn cước công dân cũ nếu có. Trường hợp cấp căn cước công dân gắn chip lần đầu hoặc đổi từ chứng minh nhân dân 9 số sang căn cước công dân gắn chip, công dân vẫn phải về nơi đăng ký thường trú để làm thủ tục theo quy định. Sau này, khi cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư và cơ sở dữ liệu căn cước công dân đi vào vận hành, dự kiến tháng 7 năm 2021 tới đây, công dân lúc đó có thể đến bất kỳ cơ quan quản lý căn cước công dân nào để làm thủ tục cấp căn cước công dân gắn chip. Sau khi được cấp chứng minh nhân dân 12 số hoặc căn cước công dân mã vạch, mã số định danh của công dân được lưu trên hệ thống cơ sở dữ liệu dân cư. Đây cũng là lý do công an tạm trú tại Hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh hoặc tỉnh thành khác có thể làm thủ tục đổi sang căn cước công dân gắn chip mà không cần phải về nơi đăng ký thường trú. Xin được chuyển sang một số thông tin đáng chú ý khác. Thưa quý vị, hàng trăm hộ chăn nuôi trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi đang bị thiệt hại do dịch tả lợn châu Phi và dịch lở mồm long móng tái bùng phát trên đàn gia súc. Ngành nông nghiệp tỉnh này đang chỉ đạo nỗ lực dập dịch, kiểm soát các ổ dịch. Toàn tỉnh Quảng Ngãi hiện đã ghi nhận bệnh lở mồm long móng tại 262 hộ dân ở huyện Tư Nghĩa, Sơn Tịnh, thị xã Đức Phổ, Mộ Đức và thành phố Quảng Ngãi. Số lượng con mắc bệnh là 585, trong đó có 46 con bò chết và tiêu hủy. Bệnh tả lợn châu Phi xảy ra ở 22 hộ tại huyện Tư Nghĩa, Mộ Đức, Ba Tơ với 176 con chết và tiêu hủy. Trọng lượng hơn 8.200 tấn. Chi cục chăn nuôi và thú y đã xuất 23.500 liều vaccine tiêm phòng và 15.000 lít hóa chất để các huyện, thị xã, thành phố tiêu độc khử trùng môi trường. Vâng, thưa quý vị, Chi cục chăn nuôi và thú y tỉnh Quảng Ngãi cũng khuyến cáo người chăn nuôi khi có gia súc bị ốm thì cần báo ngay cho địa phương, tuyệt đối không giấu dịch, bán tháo, giết mổ hoặc là vứt xác gia súc chết ra môi trường, làm lây lan dịch bệnh. Thưa quý vị, nhằm hỗ trợ nông dân tái đàn lợn sau dịch tả lợn châu Phi, Ủy ban nhân dân huyện Phú Thiện, tỉnh Gia Lai đã cấp phát hơn 450 con lợn giống, nhưng sau đó không lâu thì một số con lợn giống bỗng đổ bệnh không rõ nguyên nhân, thậm chí là nhiều con đã bị chết. Người dân cho biết, hầu hết những con lợn giống được cấp phát cho người dân đều phát bệnh giống nhau. Các biểu hiện của lợn bệnh phổ biến gồm bỏ ăn, ho nhiều, sù lông, có con chảy nước mũi, một số con nổi hạt trên da giống như thủy đậu. Dù người dân đã mua thuốc về điều trị, nhưng lợn không hết bệnh, thậm chí nhiều con lợn bỏ ăn dài ngày và chết. Lãnh đạo Phòng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn huyện Phú Thiện cho biết, hiện đơn vị đã xuống kiểm tra và thông báo đến các xã nắm bắt tình hình để có phương án xem xét cấp lại cho người dân. Liên quan đến tình trạng cua nuôi chết bất thường tại huyện Ngọc Hiển, tỉnh Cà Mau, ngành chuyên môn của địa phương này vừa đưa ra khuyến cáo trước khi chưa có kết luận của ngành chuyên môn về nguyên nhân cua chết. Người dân không nên nghe lời đồn thổi từ nhiều người nuôi cua chết là do các trại giống cho ăn hạt của Trung Quốc. Liên quan đến vụ việc này, Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tỉnh Cà Mau đã cử cán bộ chuyên môn xuống hộ dân để lấy mẫu xét nghiệm để xác định nguyên nhân. Không hề có việc cua chết là do các trại giống cho ăn hạt Trung Quốc. Các hộ nuôi cua nên xử lý nguồn nước, tiêu hủy cua chết đúng quy định. Không nên nôn nóng để thả giống lấp vụ khi chưa xử lý nguồn nước và vệ sinh theo khuyến cáo. Trước đó, nhiều hộ dân trên địa bàn huyện Ngọc Hiển, tỉnh Cà Mau cho biết, tình trạng cua nuôi chết xảy ra ở nhiều hộ liền, trên nhiều ấp, nhiều xã, mức độ thiệt hại trên 50%. Tiếp tục là những thông tin chúng tôi cập nhật. Thưa quý vị, nếu như là dịch COVID-19 bùng phát trên toàn cầu khiến cho chuỗi cung ứng bị đứt gãy, nông sản khó tìm được đầu ra thì chính những khó khăn từ dịch COVID-19 cũng đã đem lại cơ hội để các doanh nghiệp nông nghiệp số hóa các sản phẩm của mình, biến nguy thành cơ. Một trong những cơ hội đó chính là sự phát triển của thương mại điện tử, mà cụ thể là việc đẩy mạnh tiêu thụ nông sản trên các trang thương mại điện tử đã và đang mang lại những kết quả rất khả quan. Và câu chuyện tiêu thụ trứng gia cầm tại tỉnh Hải Dương, địa phương đang bị ảnh hưởng nặng nề từ dịch COVID-19 là một ví dụ. Chào các bạn, tôi đang đứng ở trang trại trứng gà Cẩm Đông. Trang trại đã được đạt theo tiêu chuẩn Việt Gáp và vừa rồi là đã được cấp cái ô cốp 3 sao và điều nữa là đang bán trên cái vỏ sò Việt Theo. Mời các bạn sẽ vào với cái thông tin đó và tham khảo để mua trứng gà Cẩm Đông. Ông Đào Hữu Thuần, chủ một trang trại gà đẻ trứng tại xã Cẩm Đông, huyện Cẩm Giang, tỉnh Hải Dương đang quay video để đăng tải trên trang thương mại điện tử vỏ sò.vn. Với cách làm này, hiện mỗi ngày, ông Thuần đang tiêu thụ được khoảng 20.000 quả trứng qua sàn thương mại điện tử với giá 24.500 đồng một chục, trong khi giá trứng trên thị trường đang giảm sâu dưới 20.000 đồng một chục.
Từ khi vào cái giao dịch kỹ thuật số này thì vào cái hàng nhà mình thì mỗi ngày nghĩa là tăng dần thêm một ít. Hàng nghĩa là trôi đều đều. Mọi các siêu thị là đều gọi đến gia đình nhà mình để đặt mua. Thêm cái kênh này thì mình thấy là bán hàng là nó có độ chắc chắn và tin cậy hơn. Và đảm bảo cái mình xác định là cái nguồn được lâu dài hơn. Để được tham gia các sàn giao dịch điện tử, các mặt hàng nông sản phải đạt chứng nhận OCOP do Ủy ban Nhân dân các tỉnh cấp. Khi mua nông sản trên sàn thương mại điện tử, khách hàng sẽ được tìm hiểu từ quy trình sản xuất đến hướng dẫn sử dụng. Cũng nhờ sàn thương mại điện tử mà thị trường tiêu thụ nông sản cũng được mở rộng hơn. Trên cả nước đã thấy được là cái hiệu quả về cái dân số thì nó sẽ thuận lợi rất nhiều. Và trong tương lai thì chúng tôi sẽ cố gắng là sẽ tuyên truyền và mở rộng cái mô hình điểm để nhân rộng cái mô hình phát triển rộng hơn trên địa bàn huyện Cẩm Giàng. Tỉnh Hải Dương hiện có khoảng 30 sản phẩm OCOP được đưa lên các sàn thương mại điện tử. Đây là một trong những hướng đi mới cho nông dân Việt. Từ đó kết nối trực tiếp giữa nhà sản xuất và người tiêu dùng, cắt giảm khâu trung gian để người tiêu dùng được mua sản phẩm với giá tốt nhất. Thưa quý vị, cả nước hiện có gần 4.500 sản phẩm OCOP được công nhận đạt tiêu chuẩn 3 sao trở lên. Trong thời gian vừa qua, bên cạnh các kênh tiêu thụ truyền thống và quảng bá giới thiệu bán hàng trực tiếp, tại các sự kiện hội chợ thương mại, nhiều doanh nghiệp, hợp tác xã, các cơ sở sản xuất sản phẩm OCOP ở trên cả nước đã mạnh dạn sử dụng kênh thương mại điện tử để mở rộng thị trường tiêu thụ. Và việc tiếp cận khách hàng thông qua hình thức này đã được Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn xác định là một trong những nội dung trọng tâm cần được ưu tiên trong thời gian tới, nhất là trong bối cảnh thế giới và trong nước vẫn đang sống chung với đại dịch COVID-19. Hợp tác xã chế biến chè Phìn Hồ chuyên sản xuất các loại trà từ búp chè San Tuyết được nông dân canh tác trên các đỉnh núi cao tại huyện Hoàng Su Phì, tỉnh Hà Giang. Tham gia chương trình OCOP mỗi xã một sản phẩm, hợp tác xã chế biến chè Phìn Hồ có một sản phẩm chè đạt 3 sao, 2 sản phẩm 4 sao và 2 sản phẩm tiềm năng 5 sao, đó là hồng trà và trà xanh. 3 năm trở lại đây, hợp tác xã đã đẩy mạnh quảng bá các sản phẩm thông qua các hội chợ thương mại, các gian hàng giới thiệu sản phẩm. Đặc biệt từ năm ngoái đến nay, do ảnh hưởng của dịch COVID-19, việc quảng bá các sản phẩm chè thông qua thương mại điện tử càng được hợp tác xã quan tâm đẩy mạnh. Hiện nay hợp tác xã chúng tôi có rất là nhiều mẫu mã đa dạng, đặc trưng là hình ảnh của bà cụ thôn Phìn Hồ, xã Thông Nguyên. Bên cạnh những sản phẩm bao bì thì chúng tôi có in website của hợp tác xã để khách hàng có thể truy cập dễ dàng hơn. Qua cái thống kê báo cáo của các cái cơ sở này thì cái vấn đề sử dụng công nghệ để tiêu thụ sản phẩm là đã đạt tới từ 20-30% tổng những cái sản phẩm tiêu thụ của mình bán ra thị trường. Và những cái khách hàng mới là gần như là bây giờ người ta không cần phải trực tiếp đến để giao dịch, mà người ta chỉ giao dịch qua một cái trang thông tin điện tử nào đó để phù hợp là sẽ làm việc được và cũng là bán hàng giao dịch rất thành công trên các cái trang này. Theo Văn phòng Điều phối Nông thôn mới Trung ương, trong thời gian qua, các sản phẩm OCOP được đánh giá xếp hạng đã có bước tiến về chất lượng, đa dạng về mẫu mã, bao bì, đảm bảo điều kiện, quy định về tem, nhãn mác, truy xuất nguồn gốc sản phẩm. Đồng thời, các chủ thể đã tập trung xúc tiến sản phẩm OCOP qua giao dịch thương mại điện tử. Hiện đã có khoảng một nửa trong số các sản phẩm OCOP 4 sao, 5 sao tiêu thụ thông qua hình thức này. Cái định hướng trong thời gian tới, chúng ta không chỉ đẩy mạnh hơn nữa cái công tác xúc tiến, triển lãm, hội chợ, kết nối với các cái chuỗi siêu thị hoặc là các hệ thống phân phối hiện hành, mà một hướng chúng tôi muốn đẩy mạnh hơn là hỗ trợ cho các chủ thể có thể trực tiếp bán hàng trực tuyến thông qua việc đào tạo, thông qua hỗ trợ năng lực và kết nối với các sàn thương mại. Thì đây là một cái hướng đi đặc biệt. Hiện nay như là các cái sàn thương mại lớn, điện tử lớn trên thế giới như Amazon thì họ nói là hầu hết các cái sản phẩm, trên 80% sản phẩm của Việt Nam bán trên sàn Amazon là các sản phẩm thủ công mỹ nghệ. Giao dịch thương mại điện tử là xu hướng tất yếu và hiệu quả thời 4.0, đặc biệt trong bối cảnh cả thế giới phải chịu ảnh hưởng nặng nề của dịch bệnh COVID-19. Bên cạnh việc đầu tư sản xuất, nâng cao chất lượng sản phẩm, các chủ thể OCOP cần có sự trang bị kỹ lưỡng về cơ sở vật chất, công nghệ thông tin và nhân lực để bắt kịp với xu hướng mới của thị trường.
Thưa quý vị, chăn nuôi gia cầm hay gà thả vườn đã là ngành nghề khá lâu đời đối với bà con nhân dân tại các địa phương ở trên khắp cả nước. Tuy nhiên, để phát triển ngành nghề này từng bước trở thành một trong những ngành nghề mang lại hiệu quả kinh tế, cải thiện thu nhập cho người dân, người chăn nuôi trên khắp cả nước và đặc biệt là với người dân tại các vùng sâu, vùng xa, cần tập trung thay đổi tư duy sản xuất, biến chăn nuôi nông hộ thành sản xuất hàng hóa. Tại Quảng Bình, một mô hình hợp tác xã chăn nuôi phát triển thương hiệu gà đồi đã được hình thành từ tháng 6 năm 2020. Sau 6 tháng triển khai thì đến nay, diện mạo thương hiệu gà đồi Thái Thủy của huyện Lệ Thủy đã và đang được thị trường đón nhận với những dấu hiệu khả quan. Gà đồi Thái Thủy được người dân tại xã Thái Thủy, huyện Lệ Thủy thả nuôi từ rất lâu. Gà đồi Thái Thủy có thời gian sinh trưởng chậm, nhưng đổi lại, chất lượng thịt và mẫu mã được người tiêu dùng đặc biệt ưa chuộng. Tuy nhiên, việc phát triển nhỏ lẻ khiến giá trị kinh tế mang lại chưa cao. Tháng 6 năm 2020, Hợp tác xã Gà đồi Thái Thủy đã chính thức được thành lập với 10 thành viên là những hộ nông dân bản địa nhằm mục đích gắn kết các hộ chăn nuôi, định vị thương hiệu gà đồi Thái Thủy. Vào thành lập Hợp tác xã đôi thì được tập huấn rồi là được hỗ trợ vay vốn, với là vào hợp tác xã đôi thì được mua chung sản phẩm như con giống và thức ăn và thuốc thú y. Nhận thấy rõ tiềm năng trong phát triển chăn nuôi gà, xã Thái Thủy đã ban hành nghị quyết về chủ trương phát triển chăn nuôi gà an toàn sinh học gắn với chương trình mỗi xã một sản phẩm OCOP bắt đầu từ cuối tháng 12 năm 2019. Cùng với sự hỗ trợ của dự án xây dựng mô hình sản xuất mỗi xã một sản phẩm OCOP ở một số tỉnh phía Bắc Trung Bộ do Viện Khoa học Nông nghiệp Việt Nam chủ trì, đến nay người chăn nuôi gà tại xã Thái Thủy đã biết thực hành sản xuất nông nghiệp sạch theo hướng chăn nuôi an toàn sinh học. Cá, cám gạo, ngô, chế phẩm vi sinh đã được sử dụng để tăng sức đề kháng, nâng cao chất lượng thịt cho đàn gà. Xã đã có những cái chính sách để khuyến khích phát triển. Thứ nhất là liên kết các tổ hợp tác, các hộ gia đình lại thành hợp tác xã và sẽ là tuyên truyền để nhân rộng cho tất cả các hộ kinh doanh trên địa bàn có cái điều kiện sản xuất chăn nuôi là coi như đi vào tham gia cái mô hình chăn nuôi gà thả vườn. Đây là đều là những cái sản phẩm có lợi thế so sánh của địa phương, và trong cái thời gian tới thì sau khi được công nhận là sản phẩm OCOP rồi thì cùng với những cái chương trình của quốc gia, của tỉnh triển khai về quảng bá xúc tiến giới thiệu rộng rãi cho người tiêu dùng hiểu rõ thế nào là sản phẩm OCOP, và để mà đạt được sản phẩm OCOP thì sản phẩm cần phải đạt những tiêu chuẩn chất lượng gì, thì chúng tôi tin tưởng rằng là người tiêu dùng sẽ có cái đánh giá tốt hơn, sẽ tin tưởng hơn và có cái lòng tin hơn đối với những cái sản phẩm. Trên cơ sở những thành công ban đầu của Hợp tác xã Gà đồi Thái Thủy, dự kiến một khu giết mổ kết hợp chăn nuôi với quy mô lớn sẽ được xây dựng tại khu đất này trong năm 2021 bằng chính sự đóng góp của các thành viên hợp tác xã. Trên cơ sở đó, đến cuối năm 2021, Hợp tác xã Gà đồi Thái Thủy sẽ đưa ra thị trường sản phẩm gà thả vườn đã qua giết mổ, đóng gói, dán nhãn, tự công bố chất lượng sản phẩm theo tiêu chuẩn OCOP 3 sao của tỉnh Quảng Bình. Thưa quý vị, vụ lúa đông xuân năm 2020-2021 thắng lợi toàn diện, năng suất cao, giá xuất khẩu cao và cơ cấu giống tiếp tục được cải thiện. Đây là những đánh giá của Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Lê Quốc Doanh đưa ra tại hội nghị sơ kết sản xuất trồng vụ đông xuân năm 2020-2021 và triển khai kế hoạch sản xuất vụ hè thu, vụ thu đông, vụ mùa năm 2021 tại Nam Bộ, được tổ chức sáng ngày hôm nay, ngày 24 tháng 3 tại Cần Thơ. Tại hội nghị, Thứ trưởng Lê Quốc Doanh chia sẻ, nỗ lực của bà con nông dân, các bộ ngành địa phương đã góp phần làm nên thắng lợi của vụ sản xuất đông xuân. Việc ứng dụng triệt để các tiến bộ kỹ thuật vào sản xuất góp phần giảm chi phí, tăng lợi nhuận. Việc sử dụng các giống lúa đúng theo khuyến cáo, nhóm lúa thơm, lúa đặc sản, lúa chất lượng cao chiếm gần 80% diện tích là những điểm sáng cần tiếp tục được phát huy. Vụ lúa đông xuân năm 2020-2021, toàn vùng Nam Bộ xuống giống được trên 1.596.000 ha, giảm 29.000 ha, năng suất ước đạt 70 tạ một ha, tăng 2,14 tạ một ha, sản lượng ước đạt 11.176.000 tấn, tăng 145.000 tấn so với vụ đông xuân năm 2019-2020. Riêng diện tích trên 27.000 ha chuyển đổi từ đất lúa đã có trên 18.800 ha được sử dụng trồng cây hàng năm, 4.133 hecta trồng cây ăn quả và 4.700 hecta nuôi trồng thủy sản.
Vâng, như vậy là dù ảnh hưởng của biến đổi khí hậu, khô hạn và xâm nhập mặn, nhưng do sự chủ động, linh hoạt trong sản xuất, đồng bằng sông Cửu Long đã thắng lớn vụ lúa đông xuân năm 2020-2021. Không chỉ giá bán cao mà mức lợi nhuận của người trồng lúa cũng đạt ở trên mức là 30%, mức cao nhất trong vòng 5 năm trở lại đây. Theo Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, vụ lúa đông xuân năm nay, đồng bằng sông Cửu Long xuống giống hơn 1,5 triệu hectare, giảm 29.000 hectare so với năm ngoái. Đến thời điểm này, diện tích thu hoạch đạt hơn 62%, năng suất ước đạt 7 tấn một hectare. Đây là vụ lúa được xem là thành công nhất trong khoảng 5-7 năm trở lại đây. Ngoài cái năng suất cao thì cái giá bán cũng rất là tốt. Bình quân trong cả vụ thì có dao động lúa tươi tại ruộng từ 6.500 đến 7.000 đồng một ký. Nghĩa là lợi nhuận của nông dân của vụ lúa này thì khá cao. Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn khẳng định thành công của vụ đông xuân năm nay không phải là sự ăn may mà có sự chuẩn bị từ trước trong kế hoạch sản xuất. Đặc biệt là chất lượng ngành hàng tiếp tục được cải thiện với gần 80% là giống lúa chất lượng cao và xác nhận. Sản xuất luôn gắn với thị trường tiêu thụ cụ thể. Vì vậy, những diện tích chưa thu hoạch nhưng nông dân đã ký hợp đồng bán lúa với doanh nghiệp. Sở dĩ được như vậy thì không phải là ngẫu nhiên mà chúng ta có được, và đây là một cái sự chủ động, chỉ đạo rất là quyết liệt từ chính phủ cho đến các bộ ngành trung ương, và cụ thể là Bộ Nông nghiệp Phát triển Nông thôn với các cái cơ quan thuộc bộ trong công tác triển khai kế hoạch sản xuất và sát với thực tế và linh hoạt theo các cái diễn biến bất thường xảy ra của thời tiết, khí tượng và nhất là cái nguồn nước cung cấp cho sản xuất. Mặc dù là nhiều cái ý kiến nói rằng giá lúa của nông dân đồng bằng sông Cửu Long cao như thế thì nó khó xuất khẩu, khó cạnh tranh. Thế nhưng mà rõ ràng hiện nay chúng ta đang ký những cái hợp đồng là gạo 5% lên tới 540 đô la một tấn, 560 đô la một tấn. Trên đà thắng lợi đó, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn yêu cầu các địa phương tiếp tục bám sát lịch thời vụ, đẩy mạnh tăng cường liên kết giữa sản xuất và tiêu thụ. Trong đó, những diện tích lúa kém hiệu quả phải mạnh dạn chuyển đổi. Vùng ngọt chúng ta tranh thủ chúng không sớm để cũng là tạo điều kiện cho có năng suất cao, và cũng là để bố trí cho cái vụ thu đông tới đây. Còn riêng đối với lại vùng ven biển là cái vùng bị ảnh hưởng do mặn á, chúng ta phải kiểm tra độ mặn và chúng ta chỉ xuống giống sau khi chúng ta đã rửa mặn. Về cơ cấu giống thì chúng tôi khuyến nghị là chúng ta vẫn tiếp tục ưu tiên cái nhóm giống chất lượng cao. Thực tế từ vụ đông xuân năm nay cho thấy, nếu việc bám sát thị trường và áp dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật được duy trì cùng với sự chủ động trong thích ứng với biến đổi khí hậu, thì nông dân đồng bằng sông Cửu Long hoàn toàn thắng lợi ở hai vụ lúa còn lại trong năm 2021. Về triển khai phương hướng sản xuất vụ hè thu, thu đông và vụ mùa năm 2021, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tiếp tục chỉ đạo giữ vững diện tích, năng suất, sản lượng đáp ứng yêu cầu tăng trưởng của tỉnh và toàn vùng về lương thực, đảm bảo an ninh lương thực trong mọi tình huống thiên tai, bất lợi diễn ra ở trong và ngoài nước. Trong phần tiếp theo của chương trình, trong bối cảnh dịch COVID-19 diễn biến phức tạp, việc xuất khẩu các mặt hàng thủy sản, trong đó có cá tra bị gián đoạn, các doanh nghiệp đã và đang tìm đến những giải pháp đẩy mạnh tiêu thụ nội địa. Tại Cà Mau, những ngày gần đây, nắng nóng gió mạnh làm lượng nước dưới chân rừng bốc hơi nhanh, nhiều diện tích rừng khô cạn, nguy cơ cháy ngày càng cao. Thưa quý vị, thời điểm này là chính vụ cá khoai. Những ngày này thì ngư dân ở xã Đất Mũi, huyện Ngọc Hiển, tỉnh Cà Mau đang vui mừng vì những chuyến biển về trúng đậm cá khoai. Từ 4 giờ chiều, cửa biển Vàm Xoáy, xã Đất Mũi, huyện Ngọc Hiển đã trở nên nhộn nhịp khi các phương tiện khai thác thủy sản cập bến. Những mẻ cá khoai nhanh chóng được vận chuyển lên bờ. Cá khoai năm nay thì trúng, bà con thì rất là vui mừng. Ngày thì dựa tới nhỏ căng chừng vài trăm ký à. Theo ngư dân, mùa cá khoai bắt đầu từ giữa tháng 10 đến hết tháng 3 âm lịch. Chúng nhất là thời điểm này, nên khi gặp luồng cá, ngư dân ra vào đánh bắt từ 2 đến 3 chuyến mỗi ngày. Trung bình, mỗi phương tiện đánh bắt từ 400 đến 600 kg cá khoai. Thấy cũng vui mà, tại vì mình làm một năm là chỉ có được làm 5 tháng thôi. Phấn khởi vậy đó. Mình mừng cho mùa bà con cô bác chúng vậy đó. Ai cũng mừng hết. Giá cá khoai thu mua ở vựa thời điểm này dao động từ 40.000 đồng đến 50.000 đồng 1 kg, thấp hơn thời điểm đầu vụ từ 20.000 đến 30.000 đồng 1 kg. Dù giá sụt giảm nhưng sản lượng khai thác tăng cao nên ngư dân vẫn có lãi. Mỗi chuyến biển sau khi trừ chi phí, ngư dân có thể thu về từ 20 đến 40 triệu đồng.
Thưa quý vị, năm vừa qua, trong bối cảnh dịch COVID-19 diễn biến phức tạp, việc xuất khẩu các mặt hàng thủy sản, trong đó có cá tra bị gián đoạn, các doanh nghiệp đã tìm đến giải pháp đẩy mạnh tiêu thụ nội địa. Hướng đi này đã giúp các công ty duy trì hoạt động, ổn định dòng tiền khi các sản phẩm được đón nhận. Tiếp nối thành công của năm trước thì năm nay nhiều đơn vị đang tích cực nghiên cứu để tung ra thị trường những sản phẩm mới, phù hợp mức chi tiêu và khẩu vị của người Việt Nam. Và sau đây là ghi nhận của phóng viên VTC16 tại các tỉnh phía Nam. Trong khi các công ty khác gặp khó khăn vì chuỗi xuất khẩu cá tra bị đứt gãy do dịch COVID-19, thì hàng tháng đơn vị này vẫn cung ứng khoảng 20 tấn cá tra cho thị trường trong nước. Năm 2020, lợi nhuận kinh doanh không giảm, thậm chí còn vượt so với kế hoạch đề ra ban đầu. Còn trong quý một năm nay, thì phần tiêu thụ nội địa của họ cũng đã tăng lên 10%. Miền Bắc đã bắt đầu tiếp cận và dùng thử và hiện nay họ rất thích cái sản phẩm cá tra. Cụ thể như chúng tôi nói là trong cái thời điểm hiện nay thị trường nó bị trầm lắng, nhưng không những chúng tôi giữ vững được mà có tăng một chút ít riêng ở thị trường miền Bắc. Theo Cục Chế biến và Phát triển Thị trường Nông sản, hiện mức tiêu thụ thủy hải sản bình quân của người Việt khoảng 35kg trên một năm và dự báo sẽ đạt 44kg trên một người từ năm 2020 trở đi. Giá trị tiêu thụ sản phẩm thủy sản nội địa mỗi năm cũng lên đến 22.000 tỷ đồng. Điều đó cho thấy lượng tiêu thụ nội địa không kém gì so với xuất khẩu. Nhiều doanh nghiệp thủy sản vì thế cũng đang nỗ lực định vị thương hiệu tại thị trường nội địa bằng cách phát triển những dòng sản phẩm mới có giá trị gia tăng cao. Đột phá đó là một cái sản phẩm ăn liền, có thể tiện dụng cho mọi người, mọi giới, mọi lúc, mọi nơi. Thành ra mới làm nên cái sản phẩm đó cho nó phong phú thêm cái thực phẩm ăn liền cho cái người tiêu dùng của mình. Hiệp hội Chế biến và Xuất khẩu Thủy sản Việt Nam cho biết, hầu hết các doanh nghiệp xuất khẩu cá tra lớn đều quay trở lại tìm kiếm cơ hội tại thị trường trong nước. Tuy nhiên, việc tiêu thụ sản phẩm cá tra tại thị trường nội địa đang gặp khó khăn vì số người tiếp cận còn khá khiêm tốn, trong khi năng lực sản xuất của các doanh nghiệp rất lớn. Nguyên nhân nằm ở khâu marketing, quảng bá sản phẩm của doanh nghiệp còn yếu kém. Cần phải PR cho cái sản phẩm đó. Còn nếu mà chúng ta đưa cái sản phẩm đó không á, đưa vô siêu thị rồi để đó người mua có chọn hay không, tôi nghĩ rất là khó. Tại vì người mua họ không nhìn qua nhìn lại họ sẽ khó chọn cái sản phẩm đó để mà về tiêu dùng. Mục tiêu của ngành cá tra là chiếm 10 đến 15% thị phần tiêu thụ nội địa trên tổng sản lượng. Và khi thị trường này được khai mở sẽ giúp ngành thủy sản giảm áp lực xuất khẩu, từ đó có thể tăng giá xuất khẩu ngược trở lại. Điều này góp phần giúp người nuôi cá tra có được kinh tế ổn định, không bị bấp bênh như hiện nay. Thưa quý vị, giá lúa gạo hôm nay ngày 24 tháng 3 tại các tỉnh đồng bằng sông Cửu Long tiếp tục giữ ổn định ở mức cao do nguồn cung không còn nhiều. Trong khi đó, giá gạo 5% xuất khẩu của Việt Nam đã vượt gạo cùng loại của Thái Lan. Cụ thể, giá gạo xuất khẩu 5% tấm của Việt Nam đạt 518 đô la Mỹ một tấn, cao hơn 15 đô la Mỹ so với giá gạo cùng loại của Thái Lan. Giá gạo xuất khẩu tăng là do nguồn cầu gia tăng từ các nước Philippines, Bangladesh, Indonesia. Còn trong nước, giá lúa khu vực đồng bằng sông Cửu Long cũng đang ổn định ở mức cao, đạt 6.614 đến 6.800 đồng một kg. Tại An Giang, giá lúa tươi IR50404 có giá 6.600 đến 6.700 đồng một kg. Giá lúa OM5451 ở mức 6.600 đồng đến 6.800 đồng một kg. Nếp vỏ tươi 5.600 đến 5.900 đồng một kg. Đây cũng là mức giá phổ biến tại nhiều địa phương khu vực đồng bằng sông Cửu Long. Trong vụ lúa đông xuân năm nay ở đồng bằng sông Cửu Long, giá bán giống lúa IR50404 đạt ở mức cao nhất từ trước cho tới nay. Nhiều thương lái đã đến tận ruộng thu mua với giá là từ 6.400 đồng đến 6.700 đồng một kg. Mức giá này gần như là tương đương với giá bán lúa thơm, lúa chất lượng cao. Riêng các loại gạo từ giống IR50404 cũng tăng mạnh từ 350 đến 400 đồng một kg, đạt 9.550 đến 9.600 đồng một kg. Với những tín hiệu tốt từ thị trường thì nhiều nông dân dự định là sẽ tiếp tục gieo xạ giống này trong vụ hè thu, và theo các chuyên gia thì điều này sẽ gây ra nhiều hệ quả trong sản xuất lúa của toàn vùng đồng bằng sông Cửu Long, nhất là khi mà nước ta đang chú trọng đẩy mạnh sản xuất các giống lúa chất lượng cao để xuất khẩu. Theo nhiều doanh nghiệp, nếu bà con trồng lúa IR50404 trong vụ hè thu sắp tới một cách đại trà thì đây là sự mạo hiểm lớn, bởi thường vào vụ này các công ty sẽ không thu mua IR50404 do chất lượng kém.
Chưa kể, giá nhập khẩu loại gạo này từ Ấn Độ cũng thấp hơn giá bán trong nước. Dưới góc độ kinh doanh, nông dân có thể sẽ phải đối diện với một vụ mùa thua lỗ. Nếu chúng ta vẫn quay trở lại trồng IRR504, nếu chúng ta cạnh tranh lại với Ấn Độ thì chúng ta không cạnh tranh bằng. Và như vậy thì vô tình hình chung là chúng ta lại đánh hạ cái chất lượng gạo của Việt Nam mình mà hiện nay chúng ta đang từ từ đang được tăng giá lên. Các chuyên gia đánh giá, dù có chất lượng thấp nhưng IR50404 là giống lúa ngắn ngày, chỉ 85 ngày, là chiều phèn, giấu bông, dễ trồng cho năng suất cao. Nông dân vì thế rất thích trồng giống lúa này. Tuy nhiên, nếu muốn sản xuất IR50404 có lời, nông dân chỉ có một cách duy nhất là sản xuất theo tín hiệu của thị trường hoặc là làm theo đơn đặt hàng của các doanh nghiệp. Việc tăng giá hiện nay chỉ là tức thời khi nhu cầu làm bánh, xay bột, làm phở của các doanh nghiệp tăng cao. Những cái người dân mà tự phát thì mình nên hạn chế và mình nên khuyến cáo sản xuất những giống lúa mà theo định hướng của nhà nước, đó là giống đặc sản, giống lúa thơm, chất lượng cao. Thì cách làm là như vậy, thì chúng tôi cho là nó sẽ thuận đạt được hai điều. Thứ nhất là thuận lòng dân và thứ hai nữa là thuận thị trường. Trong quá khứ, ngành lúa gạo Việt Nam đã vấp phải khó khăn liên tục ở các năm 2008-2011, khi gạo IR50404 không thể tiêu thụ được trong nước lẫn xuất khẩu. Ngay sau đó, trong chương trình giống lúa quốc gia, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn đã điều chỉnh tỷ lệ sản xuất giống lúa IR50404 từ 50% xuống còn 15%, và con số này sẽ giữ ổn định cho những năm tiếp theo. 15% này nó không có nghĩa là chia đều cho tất cả các tỉnh. Ví dụ như Sóc Trăng hay là Cần Thơ là 85-90% là giống lúa chất lượng cao và giống lúa thơm đặc sản, họ không có những sản phẩm giống này. Thì một số tỉnh khác cái tỷ lệ này nó có thể tăng lên. Tuy nhiên trong toàn vùng thì tỷ lệ nó khoảng 15-18%. Các nhà khoa học cho rằng nông dân cần canh tác lúa một cách thông minh, nghĩa là sản xuất ra mặt hàng có người mua mới thu được lợi nhuận cao. Trong đó, chú trọng phát triển các giống lúa chất lượng cao là con đường ngắn nhất và bền vững nhất để thực hiện hóa được khát vọng làm giàu của nông dân trồng lúa đồng bằng sông Cửu Long. Từ đầu năm cho tới nay, giá nhiều loại phân bón nhập khẩu tăng mạnh đến trên 30%, đã khiến cho nhiều nông dân lo lắng, bởi điều này thì sẽ kéo theo chi phí giá thành sản xuất cũng tăng mạnh. Với đồng bằng sông Cửu Long, nơi đang khó khăn bởi hạn mặn và dịch bệnh, thì giá phân bón tăng cao càng khiến cho nông dân khốn đốn. Ngay sau đây là ghi nhận tại Bến Tre. Những vườn bưởi này vừa bước qua mùa hái trái. Khoảng một vài tuần nữa, nhà vườn sẽ bắt đầu chăm sóc, giải phân, dưỡng cây. Trước tình hình giá phân bón tăng cao, người dân lo ngại vụ sản xuất tới sẽ không có lãi, thậm chí là thua lỗ. Cũng xin đề nghị ở cấp trên thì mình coi xem lại cái vấn đề phân có thể là cho nó ổn định lại chút xíu, cho nó đỡ cái người nông dân sản xuất. Tại vì trong cái biến đổi khí hậu, trong cái hạn mặn thì nông dân đã vất vả rồi, bây giờ đùng cái phân lên nó càng vất vả dữ nữa. Tương tự, tại vùng cây giống hoa cảnh Chợ Lách, tỉnh Bến Tre, giá phân bón tăng cao, đặc biệt là phân DAP nhập khẩu từ nước ngoài đã kéo theo các chi phí đầu vào khác tăng. Cây giống hoa kiển, đặc biệt là cây giống là sử dụng DAP rất nhiều, cái giá DAP có tăng lên. Cho nên cái này cũng gặp khó trong cái điều kiện mà chúng tôi trong quá trình sản xuất. Theo Hiệp hội Phân bón Việt Nam, giá các loại phân bón nhập khẩu đã tăng từ cuối năm ngoái và tăng mạnh vào đầu năm nay. Nguyên nhân là một số nguyên liệu đầu vào để sản xuất phân bón tăng gấp đôi, cộng với cước phí vận chuyển tăng, đẩy giá phân nhập khẩu tăng lên ít nhất là 30%. Bộ Công Thương, Bộ Nông nghiệp Phát triển Nông thôn thì đều có cái chỉ đạo thì làm sao là tránh được cái hiện tượng thiếu phân bón cục bộ, đặc biệt là phân bón DAP và phân bón UD. Đối với doanh nghiệp thương mại thì chúng tôi có khuyến cáo là cần tăng cường là tìm thêm nguồn cung này, rồi thì liên kết với doanh nghiệp sản xuất trong nước để tìm các nguồn hàng mới và có thể thay thế những cái phân bón mà đang khó khăn ấy, như DAP, UR bằng các loại phân bón khác. Trong khi tình hình giá phân bón nhập khẩu vẫn tiếp tục tăng, các ngành chuyên môn khuyến cáo người dân cần thận trọng, tránh mua nhầm phải phân bón giả, phân bón kém chất lượng, đồng thời sử dụng tiết kiệm, hiệu quả, chủ động thay thế bằng các sản phẩm trong nước. Không chỉ tại Việt Nam mà tại Mỹ thì giá phân bón cũng đang có xu hướng tăng cao và được dự báo là sẽ kéo dài đến hết vụ gieo trồng mùa xuân của năm nay. Nhu cầu phân bón tại Mỹ đã bắt đầu tăng từ mùa thu và đầu mùa đông năm ngoái, khi nông dân nhận thấy giá hàng hóa kỳ hạn
và giá phân bón rậm dịch tăng. Từ năm ngoái, ngân hàng Rabobank đã dự báo giá phân lần tại Mỹ có thể tăng trong nửa đầu năm nay do giá cả hàng hóa tăng vọt. Các nhà sản xuất tại đây đã được khuyến khích bón phân cho đất vào mùa thu khi tình trạng thiếu hụt có thể trở thành hiện thực vào mùa xuân năm 2021. Hiện giá phân lần tại Mỹ đã tăng gần gấp đôi. Nhu cầu phân bón tăng cao cùng với lượng phân bón nhập khẩu giảm được cho là nguyên nhân khiến giá phân bón tăng cao tại Mỹ. Theo khảo sát của nhà bán lẻ DTN của Mỹ, vào giữa tháng 2 vừa qua, cả 8 loại phân bón chính đều tăng giá từ 5% trở lên. Đáng chú ý, giá phân DAP, loại phân bón được sử dụng phổ biến nhất thế giới, và phân ure đều đang dẫn đầu về mức tăng giá tại Mỹ. Giá hai loại phân bón này đã tăng 21% so với hồi tháng 1. Trên thế giới, nhu cầu phân bón cũng đang tăng cao khi các nước đẩy mạnh sản xuất để tăng sản lượng nông sản. Thưa quý vị, liên quan đến vụ giao dịch lan đột biến gần 300 tỷ đồng tại một vườn lan ở Mạo Khê, Đông Triều, Quảng Ninh. Theo Công an thị xã Đông Triều, qua xác minh thì vụ mua bán này là có thật, nhưng hai bên mua bán mới chỉ dừng lại ở việc thỏa thuận, chưa có hoạt động chuyển tiền. Theo trình bày của ông Bùi Hữu Giang, chủ vườn lan, ngày 15 tháng 3, chủ vườn có văn bản thỏa thuận về việc chuyển nhượng cho ông Nguyễn Tiến Hưng cây lan đột biến Ngọc Sơn Cước. Việc thanh toán được thực hiện sau một năm. Khi ông Giang giao đủ số lượng 5.000 cây giống thì ông Hưng sẽ thanh toán toàn bộ số tiền như đã thỏa thuận là 250 tỷ đồng. Cơ quan công an của tỉnh Quảng Ninh xác định bản chất vụ giao dịch là hai người có hợp đồng thỏa thuận về việc sẽ chi trả khi người chủ vườn nuôi cấy và chăm sóc thành công lan, chứ chưa giao tiền. Trước đó, trên mạng xã hội xôn xao về thương vụ mua bán lan đột biến diễn ra tại thị xã Đông Triều, tỉnh Quảng Ninh với việc nhận chuyển giao 3 cuộc giao dịch lớn với vườn lan và đất mỏ, có tổng giao dịch là 288,5 tỷ đồng. Trong đó có một cây Ngọc Sơn Cước giá 250 tỷ đồng, một lá non Pleiku giá 20,5 tỷ đồng và hai lá non Cờ Đỏ giá 18 tỷ đồng. Cũng xin được nói thêm là kênh VTC16 cũng đã nhiều lần cảnh báo về việc là chơi lan đột biến và nhiều vụ giao dịch mua bán lan đột biến cũng đã được phanh phui. Từ tháng 8 năm 2020, thời điểm lan đột biến trở thành cơn sốt trên thị trường, VTC16 đã liên tục sản xuất nhiều vệt tin bài về vấn đề này như lan đột biến và những điều cần biết, cơn sốt lan đột biến ở nông thôn, ngành hàng nhiều rủi ro, những đối tượng lừa đảo lan đột biến bị khởi tố và cảnh báo từ cơ quan chức năng. Qua hàng loạt tin bài phản ánh về sân chơi lan đột biến, những nhà vườn trồng lan và ngành chức năng cũng khẳng định cơn sốt lan đột biến đang ảo, tiềm ẩn nguy cơ lớn khi hàng loạt người lao vào đầu tư. Nói về lan đột biến thì các chuyên gia cũng cho biết rằng là lan này rất hiếm là đúng, nhưng mà mức giá quá cao như là hiện nay thì lại là ảo. Khi mà giá lan càng cao thì càng nhiều người lao vào vì muốn đầu tư để làm kinh tế. Tuy nhiên, hoa lan đột biến có thể nhân giống bằng tự nhiên hoặc nhân tạo. Do vậy, khi nguồn cung đủ lớn thì lan quý hiếm lại trở thành lan thông thường và giá từ vài tỷ đồng sẽ trở về mức là vài triệu đồng. Sự sụp đổ này là điều thấy trước và người ôm lan sau cùng sẽ là người lựa chọn tất cả. Thưa quý vị, mới đây thì Chi cục Kiểm lâm tỉnh Cà Mau cho biết là những ngày gần đây, nắng nóng, gió mạnh làm lượng nước dưới chân rừng bốc hơi nhanh, nhiều diện tích rừng khô cạn nguy cơ cháy ngày càng cao. Tổng diện tích khô cạn trên lâm phần toàn tỉnh Cà Mau là 43.000 ha, trong đó cấp 2 là 32.200 ha. Trước nguy cơ cháy rừng, Ủy ban nhân dân tỉnh Cà Mau yêu cầu các đơn vị liên quan không chủ quan, thực hiện nghiêm các giải pháp phòng chống cháy rừng theo đúng kế hoạch được phê duyệt. Tổ chức tuyên truyền người dân nâng cao ý thức trong công tác phòng cháy chữa cháy rừng. Bên cạnh đó, tỉnh Cà Mau cũng đẩy nhanh tiến độ thi công các công trình hạng mục thuộc dự án nâng cao năng lực phòng cháy chữa cháy rừng. Qua đó nạo vét kênh mương hơn 50 km, xây dựng 8 chòi quan sát lửa. Tổng số lực lượng tham gia trực phòng cháy chữa cháy rừng là hơn 380 người với 73 tổ máy bơm và sẵn sàng huy động 1.560 người khác cùng tham gia. Một thông tin đáng chú ý khác, gần 5 tháng trước, cây cầu treo bắc qua sông Bui của thôn 6 xã Trà Bui, huyện Bắc Trà My, Quảng Nam đã bị lũ cuốn trôi. Để vượt sông thì người dân đã làm một cây cầu gỗ tạm, tuy nhiên thì đây chỉ là giải pháp tạm thời. Đây là cây cầu tạm bằng gỗ tre do người dân tự bắc qua sông Bui để đi lại thay thế cho cây cầu chính đã bị cuốn trôi vào hồi tháng 10 năm 2020. Cầu dài khoảng 25 mét, rộng gần 1 mét, là con đường chính để vượt sông Bui của trên 300 nhân khẩu. Tuy nhiên, do cầu làm bằng vật liệu đơn giản, phương thức làm thô sơ, nên việc đi lại và vận chuyển nông sản của người dân gặp nhiều khó khăn. Người dân lo ngại
cây cầu khó có thể trụ vững qua mùa bão tới. Thưa quý vị, lần đầu tiên kể từ khi dịch COVID-19 được ghi nhận tại Brazil, hôm qua quốc gia Nam Mỹ này đã ghi nhận hơn 3.000 ca tử vong do dịch bệnh trong vòng một ngày. Trong vài tuần gần đây, Brazil đang trở thành tâm điểm dịch COVID-19 của thế giới. Số ca tử vong trong ngày tại nước này đang cao hơn bất kỳ quốc gia nào khác. Hôm qua, Brazil ghi nhận hơn 3.200 ca tử vong do COVID-19, trong đó bang Sao Paulo, bang đông dân nhất nước, chứng kiến sự gia tăng mạnh với trên 1.000 ca. Bất chấp tình hình dịch bệnh vẫn đang diễn biến phức tạp và nhiều lời kêu gọi, chính phủ cần hành động mạnh mẽ hơn nữa để đối phó với sự gia tăng trở lại của các ca nhiễm. Tổng thống Brazil, ông Bolsonaro vẫn tiếp tục đánh giá thấp mức độ nghiêm trọng của đại dịch, cho rằng Brazil sẽ sớm quay trở lại cuộc sống bình thường. Thưa quý vị, báo cáo các điểm nóng về nạn đói được Tổ chức Nông lương Liên Hợp Quốc và Chương trình Lương thực Thế giới vừa công bố mới đây, cảnh báo nạn đói đang sắp gõ cửa khoảng hơn 34 triệu người tại 20 quốc gia ở trên thế giới. Vâng, và hai cơ quan Liên Hợp Quốc này thì cũng kêu gọi toàn cầu là cần hành động khẩn cấp để đối phó với nạn đói gia tăng do tác động của xung đột thời tiết cực đoan và đại dịch COVID-19. Yemen, Nam Sudan và miền Bắc Nigeria đứng đầu trong danh sách 20 quốc gia đang đối mặt với mức độ thảm họa của nạn đói cấp tính. Nhiều gia đình tại Nam Sudan và Yemen đang trải qua tình trạng chết đói hoặc có nguy cơ chết đói. Mặc dù đa số các quốc gia bị ảnh hưởng bởi nạn đói trong báo cáo do hai cơ quan Liên Hợp Quốc thực hiện đều ở châu Phi, nhưng trên phạm vi toàn cầu, nạn đói cũng đang gia tăng. Để đối phó với tình trạng này, Liên Hợp Quốc kêu gọi quyên góp số tiền là 5,5 tỷ đô la Mỹ trong năm nay. Tại Yemen, Liên Hợp Quốc cảnh báo nạn đói đang vô cùng nghiêm trọng và không thể chờ đợi lâu khi có tới 16 triệu người, tức là chiếm 80% dân số nước này, đang chìm sâu vào cuộc khủng hoảng đói ăn. Thưa quý vị, trong trung tuần tháng 3 vừa qua thì GlobeFly châu Á đã tổ chức chuỗi hội nghị trực tuyến với chủ đề là ứng dụng thiết bị bay không người lái trong sử dụng thuốc bảo vệ thực vật. Hội nghị nêu bật việc ứng dụng máy bay không người lái trong phun thuốc bảo vệ thực vật có khả năng sẽ đem lại nhiều lợi ích cho nông dân khu vực châu Á bằng cách thúc đẩy sản xuất bền vững và có trách nhiệm. Trung tuần tháng 3 này, diễn đàn trực tuyến ứng dụng drone trong sử dụng thuốc bảo vệ thực vật đã diễn ra. Đây là sự kiện trực tuyến đầu tiên về máy bay không người lái tại khu vực châu Á. Các diễn đàn trong khuôn khổ hội nghị lần này nhấn mạnh, khi được sử dụng một cách có trách nhiệm, những công nghệ như máy bay không người lái có thể làm thay đổi hoàn toàn việc sản xuất nông nghiệp của các nông hộ sản xuất nhỏ ở châu Á. Tuy nhiên, điều quan trọng là sự tăng trưởng trong việc sử dụng máy bay không người lái ở khu vực phải tương thích với tiến trình xây dựng các quy định pháp lý hợp lý và dựa trên khoa học để hỗ trợ việc sử dụng có trách nhiệm công nghệ đó. Châu Á là nơi có các trang trại với quy mô sản xuất nhỏ nhất và số lượng nông hộ nhỏ nhiều nhất trên thế giới. Ước tính có tới 85% trong số 525 triệu nông hộ sản xuất nhỏ trên thế giới đang sống và canh tác tại châu Á. Việc ứng dụng máy bay không người lái để phun thuốc bảo vệ thực vật đang ngày càng trở nên phổ biến tại châu lục này bởi những lợi ích mà nó mang lại, như hiệu quả trong việc sử dụng các nguyên liệu đầu vào, nâng cao độ chính xác của việc phun thuốc, làm giảm lượng nước tiêu thụ và ít phụ thuộc hơn vào nhân công, dẫn đến các chi phí liên quan thấp hơn. Thưa quý vị, thông tin vừa rồi đã khép lại chương trình của chúng tôi ngày hôm nay. Phần cuối chương trình sẽ là những thông tin thời tiết đáng chú ý. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại. Kính chào quý vị, mời quý vị cùng theo dõi những thông tin thời tiết đáng chú ý trên kênh VTC16. Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, ngày 25 tháng 3, Bắc Bộ có mưa ở một vài nơi, trưa chiều giảm mây, trời nắng, gió nhẹ, sáng sớm và đêm trời rét. Do ảnh hưởng của không khí lạnh nên từ ngày 24 tháng 3, tại các tỉnh từ Quảng Bình trở vào cho tới khu vực Khánh Hòa thì có mưa cục bộ với mưa vừa, mưa to và dông. Trong mưa dông thì còn có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Mùa khô ở Nam Bộ thì sẽ kéo dài cho đến hết tháng 4 và từ ngày 24 tháng 3 cho tới ngày 31 tháng 3, Nam Bộ sẽ tiếp tục duy trì kiểu thời tiết ngày nắng và miền Đông thì có nơi có nắng nóng. Số giờ nắng kéo dài từ 9 đến 10 giờ mỗi ngày. Nhiệt độ cao nhất phổ biến ở ngưỡng từ 32 cho tới 35 độ. Độ ẩm luôn duy trì dưới 60%, bất lợi cho người nuôi trồng thủy sản. Nóng khô liên tục khiến nước ao bị nóng cùng với quá trình bốc hơi nhiều thì sẽ làm độ mặn tăng cao, tôm rất dễ bị mắc bệnh đen mang. Mặc dù bệnh không nguy hiểm như bệnh đốm trắng, đốm đen,
nhưng nó sẽ làm mất đi khả năng trao đổi oxy, bài tiết độc tố khiến tôm suy yếu, chậm lớn. Nguy hiểm hơn là có thể gây chết hàng loạt chỉ trong vài ngày. Và theo các chuyên gia thủy sản thì người dân cần phải lưu ý. Tiến hành thay nước đáy hoặc là si phông đáy và dùng chế phẩm Yuka, men vi sinh, bổ sung thêm vitamin C vào khẩu phần thức ăn. Diệt khuẩn nước bằng BKC hay là iodine. Thay nước đáy, dùng men vi sinh xử lý đáy ao, bổ sung vitamin C cũng như là đa vitamin vào thức ăn. Và đặc biệt cần phải chú ý là nếu dùng chất diệt khuẩn thì sau 3 ngày mới đánh men vi sinh. Với trường hợp khẩn cấp thì không có điều kiện thay nước, bà con có thể dùng vôi, gel lai để xử lý, sau đó dùng vi sinh. Và cuối cùng sẽ là những thông tin thời tiết cụ thể tại các vùng vào ngày mai. Mời bà con cùng theo dõi.